cần giờ biên bản đúng không? Đúng rồi. Em không có năng gì để kiếm tiền mà đọc thế. Em không còn cả. Em không có tài. Em xin lỗi anh. Nếu anh bắt cho em quỳ xuống em sẽ quỳ. Anh ghi hoàn toàn chỉ cần. Bởi vì em nghĩ là cái này em sẽ có. Anh đo được 0.606 nha. Tức là trong hơi thở của anh đo được, hiện tại của anh đo được 0.606 nha. Và thằng Hoa anh không ơi, cái khung này là khung cao nhất của nó đường mòn rồi nha. Thật không hả? Của em đổi xuống kiểu thôi, em không sai nào mà đọc được. Lỗi của em sai, em xin lỗi đấy. Có thể là em bắt em quy, nhưng mà kể là em sẽ không. Em không sai nào mà đọc được. Không sai nào rồi. Lương của em chỉ 4 triệu thôi, chứ còn là cả đời em đều cho em phút ta nào mà đồng được. Nói lời 7 triệu lương của em 4 triệu em không chứ cả bên ngoài cả đời em cũng sai. Hôm nay em sai em cứ lột. Tại anh ghi cái cảnh là chỉ cần cứ nói là đặng 7 triệu cái cánh thì lấy xe luôn chứ em không tài nào đồng được. Mình biết không có tiền đóng xong mình còn nhậu thay điều khiển xe về đó. Này em sai, em xin lỗi, chứ còn anh ghi là chẳng chắc chắn là anh làm công chức. Anh là người có học, chắc chắn em nghĩ cái anh là người trong ngày này là em sai, em xin lỗi, em hoàn toàn xin lỗi. Bởi số tiền em không sai nào mà đồng được. Em không đọc được, em không đọc được. Em mà ghi tên, cái biên bản rồi ghi tên em thì đọc tên, em cũng có khả năng để mà đọc tên, nên không ghi tên. Không biết biên bản, đúng không? Đúng rồi. Em không có năng gì để kiếm tiền mà đọc thế. Em không còn cả. Em không có tài. Em xin lỗi anh. Nếu anh bắt cho em quỳ xuống em sẽ quỳ. Anh ghi hoàn toàn chỉ cần. Bởi vì em nghĩ là cái này em sẽ có. Em xin lỗi anh. Nhưng mà em không còn khả năng. Em không có tiền. Chứ mà nếu như người có tiền á, số tiền đó không lớn. Chứ mà em không có tiền. Em là công chức của em. Là như thế. Không có tiền để mà đọc được. Không có tiền phải được. Em thật. Làm cả năm nay em xin lỗi. Đấy. Chứ còn anh ghi lên cái cảnh anh cũng làm thì em cũng công chức. Anh làm đúng chúng phải không đúng đâu. Em xin lỗi, anh bắt em quỳ em quỳ. Hôm nay lực lượng đó muốn em xin lỗi, em ca em xin lỗi. Cũng cảm thấy không hay, cứ lớn em. Nhưng mà cái ngạch của em nó cũng tề hơn cả anh nữa. Đấy, em không đủ cái khả năng để đóng. Còn ký tên là anh phải đóng, em phải đóng tên. Chắc chắn em chấp anh, nhưng em không có khả năng. Cái khả năng của em không đủ tiền để mà đọc lên trước cái nói nhớ người có điều kiện người ta đọc lên em không có khả năng để mà đọc tiền cái thằng con giờ vợ con giờ đấy giờ gọi điện luôn vợ con dần giờ mà phạt làm, giờ mà phạt là anh bỏ xe luôn là sao anh? Chứ cảnh là em khai thôi, chứ cảnh là em khai đâu, em khai chứ không khai được, làm sao không khai được? Nói như thế là anh biết thôi, phải anh biết thôi. Chứ cảnh cảnh cho người công chức là được cảnh bỏ không bỏ đâu. Chắc chắn là đâu rồi, em không được, em xin lỗi. Nhưng mà nếu phải bắt em quỳ, em sẽ quỳ. Em không đủ tiền để tính hỏi em. Không đủ tiền. Không đủ cả để tính hỏi em. Không đủ tiền để mà đóng. Nếu mà đóng tiền thì hành gia đình đâu cũng đều đó. Không đủ tiền để mà mang để đóng. Em chỉ bố thì là được thôi. Chứ không đủ tiền. Không đủ tiền. Vợ có cái bản thân này làm cho mình phải làm một ngày rất vất vả. Mình không có điều kiện để mà ký tên xin lỗi cả. Mình thấy em mở ký tên cho em ký tên không?
em không có điều kiện để mà trả ký trả cái thông tin như thế. Mình nói xin lỗi cả anh sai cả. Rồi nhưng mà em mời lần thứ ba ký tên vào cái em nói là em xin lỗi cả anh khách đầu cảnh bắt em quy trường em xin em đưa giải ngay ra cho em xin cảnh làm hoàn toàn được chứ em nói cũng còn lại mời ba lần chúng ta nên mời chính quyền ai kiến này là anh chưa làm nha. Dạ dạ rồi em cũng còn hành nắng để mới ký trả cái thông tin đó thân em gọi điện mình trả thôi. Mình biết đó, mình xin lỗi. Không làm việc, mình xin lỗi. Cũng như mình xin lỗi, hoàn toàn xin lỗi. Nếu như thế, anh em mình thì chắc chắn là không thể. Chắc chắn là mình đóng giảm thôi. Đấy, mình đi bán cho người đấy. Mình biết. Mình cũng bỏ, trao bỏ cho báo người bạn cho mình. Đấy. Như thế, nói với đề thế, anh em mình là tặng ăn. Điều khiển xe mô tô biển số 59G2-76988 điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg trên 1 lít khí thở. Qua phiếu đo. Có phiếu đo được 0.66 ha. Rồi anh có thắc mắc về mấy điều này không? Rồi anh không thắc mắc đây anh ghi đúng lỗi anh xác nhận được em cái. Đăng ký này. Đấy. Đây. Ra cho tiến hành giữ của anh 01 xe mô tô, 01 đăng ký xe và 01 giấy phép lái xe hạng A1B2 nhé. Và đây là biên bản tạm giữ giấy phép lái xe, tạm giữ đăng ký xe và tạm giữ xe nhé. Anh ký giúp nhé. Chào anh. Và còn đây biên bản niêm phong xe. À, tôi là tôi em chỉ giữ tài sản tôi em không bỏ tiến hành coi dán đi xem và không tiến hành bỏ tiền ra nói thế này nhớ bán ký cái 10 ký lần rồi từ từ chưa xong con này nhiều lắm rồi bản biên mẫu mới, cái mẫu mới nhất bây giờ. À, trước kia biên bản kia là có 2 chữ ký, 3 chữ ký, xong bây giờ biên bản này 10 chữ ký với sao? Trời ơi, nhiều lắm. Mai mang ký chờ mang về mai ký. Trời. Đã mấy. Tôi em đâu muốn cái này là trên kia đưa xuống em chắc là làm theo được. Cái nằm cả bỏ đi. Lúc mình gặp nhiều người người ta ký nhiều quá người không chịu, người ta một ký hai ký thôi, nhiều đứa bắt trong kia kêu giờ ký nhiều quá không chịu ký,
ký hai chứng thôi bỏ. Cái đó mới khó rồi. Ra cho anh nha. Ngày 28 tây anh nha. Hai cộng một cái khoái, gọi em một cái khoái. Nhà một không có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.